À, số 4 này có biển hình được con xe hai chỗ không? Đi 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 lên 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 Xe xe này xe 4 chỗ là lên biến lên hình là lên xe 2 chỗ. Quá đâu. đây 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 mình đi xe hai chỗ cho VIP chứ. Khóc thét. Xe bồn chỗ Đi đi 2 chỗ cho dễ chết à. không, chỉ có em với chị đi thôi, không chờ ai nữa. Tha 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 Ấy chấm đã. ui mắc là lệnh luôn chứ, Ui đỉnh gì ui luôn, ui. đỉnh gì. Tôi ôm cố gắng ngồi coi đi nhá. Chiếc này nẹt bô tới đúng không? Chứ trời ơi, nó có tia laser đằng sau lưng Chứ mày qua xíu xíu ông cái chỉ cần bắn bắn thêm dán với nha. Mẹ để tôi gì. test siêu xe chứ. Tôi nghèo quá đâu giới tới được. Có nhu cầu quay lại game hoặc là mới chơi game này thì các bạn có thể liên hệ shop của mình để mua ạc nhé. Còn các bạn muốn mua ạc ở trên page của mình ở trên Facebook thì các bạn vào video của mình ở bên dưới phần mô tả video là có link đây nha. Thì các bạn vào link này là chuẩn nhất, các bạn đừng lên Facebook tìm tên shop của mình nha, tại vì nó ra rất là nhiều fake. Và các bạn nhớ check kỹ thông tin giao dịch giúp mình nha, trước khi giao dịch thì các bạn nhớ gọi vào số điện thoại cho chắc ăn và các bạn nhớ check kỹ đúng từng số điện thoại của mình nhé. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi trà trộn nha. Ngay bên dưới mình nghe thấy có tiếng chân này. Lúc flare gun đúng không? Xài thế đấy là được. Còn xuống đây chỉ nhăm nhăm khẩu flare gun thôi. Để đi xung quanh nhá, tham mỗi khẩu flare gun là chết đấy. Vâng, ông này tận hai khẩu súng gun. Bên trên có người xuống tiếp này. Đồng đội mình à? Phải không ta? Không, đi với nhau ạ. Úi dồi ôi, phi xuống đây. Cứ xuống là lụng ngay nhau ạ. Sốc gan mà. Bỏ đi đâu bạn ơi. Vẫn còn ở trên đấy sao ấy, hay mình nghe tiếng chân nhầm người ta? Khi đồng đội clear được nửa map, mình vẫn còn đang... Đồ... Đang ngoài khu quân sự. Đang tập bay. Chứ... Đồng đội mình vẫn còn đang rất là đam mê rút đồ anh em ạ. Thôi kệ, không sao cả. Đang tập bay, đang tập bay. Đôi lúc mình phải tự dựa vào chính mình để sống sót đây anh em ạ. Không thể dựa vào đồng đội được. Không có kỹ năng, không phải buông. Chưa có cùng đau, đau, em cố gắng. Dưới tầng 1 này boss nhiều thế nhở? Mình nghe tiếng chân trong tháp vẫn còn đấy. Lúc nay có một ông nhảy xuống, còn ông còn lại vẫn chưa nhảy em ạ. Nó nghe thấy mình đi ra ngoài cái nó xuống. Đây chỉ là con boss mà thôi. Boss rất nhiều. Và ngay tháp này mà clear xong phát là ăn boss chán chê thôi em ạ. Có đàn. Mình nghĩ là nó sẽ xuống và nấp ngay cái chỗ chân cầu thang ấy. Chắc chắn là thế anh em ạ. Không thể lệch đi đâu được. Tầm này đáp của bom vào. Ui da. Ăn ba con boss rồi đấy. Rồi, đi. Vẫn còn boss ngoài kia nha bạn. Thôi, mình ăn boss đủ rồi. Mình nghe thấy tiếng xe để đến rất là đông này. Xe tới. Nhà trước mặt có người. Và một chiếc xe mở kính sang phải. Có thằng nhà luôn. Watch out. Chắc là nguyên team đây anh em ạ. Càng này. Khều khều tí thôi anh em ạ. Kiểu gì chả lao vào nhau bôm bốp. Thế nên là cứ khều được tí nào cứ khều thôi. Bắn lỗi thế nhở. Nó bắn đâu vậy? Trời ơi, nó bắn từ nhà bên kia sang luôn ạ.
Rồi bắt đầu nó mở cánh xung quanh rồi. Khó này. Tầm này múa cột nhưng mà cột này hơi to. Để sát ra này. Nhoi đâu đấy. Tiếp bạn. Đây vẫn còn một thằng ngay dưới viền này. Vừa nhảy xuống. Kìa. Rồi còn một này. Sau nhà anh em ạ. Rồi lia. Đùa nhau ấy. Tìm nó đông thế mà. Ông kia nhảy xuống dưới chơi nó luôn ạ. Chịu. Góc đấy là nó kênh cho nhau ấy. Thế là đẩy lên là kiểu gì. Cho dù có nóc được nó đi chăng nữa thì đồng đội của nó cũng bắn được. Thế nên là không thể đẩy như thế được. Rất là khó. Mà đồng đội mình thì đang yếu thế mà số 1 hay thế à. Số 1 còn hồi sinh thì lại sống mà số 2, số 3 thì lại chết mất. Buồn thật sự. Flare gun còn chưa kịp bắn anh em ạ. À, là một câu chuyện buồn. Một câu chuyện rất buồn. À, người ta đi ngủ hết rồi. Dỗi thế à. Chơi game out hết thế này. Vãi xoài, ông kia không biết là đã clear ạ. Trời ơi, clear rồi mà. Ui à, khổ báo thế nhở. Kinh. Đồng đội nó trên đồi kìa. Rất hổ báo anh em ạ. Gặp mình dừng lại chơi luôn. Mở kính các thứ. Khó rồi. Mình hơi tham anh em ạ. Mình nên ném smoke ra đâu rồi. Trời ơi. Nhặt nhiều thứ quá. Không thấy smoke đâu luôn anh em ạ. Rồi 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 đi rồi. Các cụ kia bị team khác dừng lại chơi. Ông này sống dai thế nhở. Còn hồi sinh mà. Thôi chết đi cũng được. Nè smoke luôn. Vâng. Vẫn sống anh em ạ. Tự dưng có một team khác đi ngang. Đông thế nhở. Vẫn chạy tốt đi em ạ. Vẫn còn này. Rồi. Nó. Mình không thể buông tha cho nó đâu. Kìa, đang bò lên nên lại còn bò ngược lại. Chơi bời kiểu gì. À. Đồng đội mình đâu rồi ấy nhỉ. Qua bắn phụ đi. Ui, xe phía sau. Ui dồi ôi, nó dừng từ bao giờ rồi. Mình bắn muộn nhưng mà vẫn tham cố bắn đấy nhau ạ. Ý anh em, mình nhảy một nơi hơi xa. Cứ tưởng nhảy chữ S nhỏ là có người nhưng mà không có người anh em ạ. Hơi buồn. Ok. À, có một ông bên trên à, bắn bot nhưng mà không hợp lý lắm. Như bị ai khều thì phải anh em ạ. Rồi, mình sẽ...
tiêm tí rồi mình sẽ dùng cái bật nhảy lên trên để lúc ông trên đầu nhá. Thực ra cái bật nhảy này nó cũng rất là lợi hại nha. Hi, chào cậu. Cậu có bất ngờ không? Hình như lúc nãy là có thằng nào nó bắn mình từ bên phải đúng không? Đây, mình nghe thấy tiếng chân gần rồi này. Úi giời. Mình không lại dùng cái bài của tôi. Chết dở. Thôi thì mình bắn vào bên trong kiếm người cho nó dễ đi. Đứng ngoài viền này. Không ăn thua. Ok. Ô, quái xoài ạ. Hay thế nhở? Rồi, hai tên bên trên anh em ạ. Ui giời. Nhảy xuống chơi mình luôn á. Yếu rồi bạn. Ui. Có đục chấm máu nha bạn. Ngay sau lưng có thằng nó ốp gần này. Bây giờ bạn nó coi góc đấy là ngõ cụt đúng không? Cứu hộ. Cứu hộ cái. Ok. Em lừa đi đâu ai? Còn hai anh em ạ. Một ông móc ra, ra phía sau lưng ngay bên góc tường này. Còn ông trên đầu. Không, ông trên đầu nhảy xuống ngay góc tường rồi. Này thì... Ơ à, khắc tim anh em ạ. Đây, còn ông bên dưới này. Ủa? Cái đậu xanh chạy luôn ạ. Ai xoài, mình tưởng nó nhảy xuống góc tường nó công mình. Ai dè nó chạy luôn này. Ui, có xe buggy này. Ra mua mắt đây này. Nó mua rồi. Rồi, nó khai. Mình cóc làm sao ấy. Cứ thấy tôi là lao mà mút vội. Mút làm sao được. Phía trước mặt còn người này. Trong nhà kho hay ngoài nhà kho rồi đấy anh em ạ. Rồi, nó này. Tìm được cây xăng anh em ạ. Khó thế nhỉ. Bắn lủng lốp của mình rồi. Này thì bắn lủng lốp mình này. Đã không muốn giao tranh rồi. Ồ, bò ở đâu nhanh vậy? À, chạy ngoài đường này. Ơ, thế em không nóc ạ. Ơ, có xe thủng lốp đi hơi khó em ạ. Kệ, đi bò thôi. Nhưng mà bò cũng chưa đau lắm nhỉ. Bò chỉ mới giật từng cơn thôi. Ơ, chết bò hết rồi. Vãi xoài thật. Không gạt được anh em ạ. Để nhanh chứ không lại để trứng mất. Sao xe này.
Rồi, Leo. Hình như nó bắn cái team nào ở bên... Ôi. Phía ngoài bo vẫn có thằng chạy vào được anh em ạ. Nó lấy xe của mình kìa. Ảo thật đấy. Đây. Rồi. Còn một nữa. Ngay góc đấy anh em ạ. Không, bên phải một tí này. Đây, trước mặt này. Ui dồi ôi, toàn rắn thôi. Còn một này. Một đâu đó. Đùa, đi solo rửa quát nó bắn nhau. Nhàn thế nhở. Quá nhàn luôn anh em ạ. Lâu lắm rồi không bắn solo rửa quát nên chưa gọi là theo kịp anh em ạ. Ui, hết xăng ạ. Mình nghĩ nó ở dưới cầu ấy. Ôi kìa. Rồi. Bắn yếu rồi đấy. Vai xoài thật. Mình nghĩ là nó đáp con xe mình ngay kia là nó sẽ đứng dưới cầu chứ. Ai dè nó chạy sang đây.